Xe của em. Đây là Hồng Kông cà phê. Ok. Hồng Kông cà phê bán những món khá là Hồng Kông. Không phải, kiểu như là người ta nói là bất kỳ thành phố lớn nào cũng sẽ có một cái Hồng Kông cà phê. Ok. Em không nhớ tên tiếng Hoa là gì. Thank you. Nhưng mà mỗi thành phố lớn sẽ đều có một cái Hồng Kông cà phê. Ok, hỏi gì Thanh, uống gì? Anh ơi, uống gì Thành? Grasshelly là gì vậy mày? Giống như xinh xắn quá. Ngon hả? Ê, cầm cái micro đó, uống gì vậy? Hai cái lần. Grasshelly nè. Xương sáo, xương sáo. Ngon lắm hả? Ngon. Là trà sữa xương sáo hay gì? Trà sữa xương sáo. Ngon giờ. Ngon nha, ngon nha. Ngon ha. Ý là trà sữa Phúc Long luôn. Thì đúng rồi, trà sữa đây ngon. Đừng có uống hot milk tea. Hồng Kông mà có trà sữa là do người ăn hồi xưa người ta ảnh hưởng. Trà chiều Hồng Kông á. Hot milk tea nó dở. Còn à? Quay, nó đang quay. Trà muốn gì vậy? Trà chanh. Không, đẹp. Đang quay trà, uống trà chanh. Lem trà chanh Hồng Kông. Của chị Hòa cũng là trà chanh nhưng mà là trà nóng. Vậy thôi. Đây chị Hòa không chịu được lạnh. Còn đây là trà sữa Hồng Kông. Ủa, trà sữa của mày giống trà sữa của tao không? Trà sữa của mày giống trà sữa của tao không? Oh, you want to play, right? The yes. Slider? Yes, thank you. Ăn thử của mày coi. Con có giống của tao không? Con có bự nó hút tích. Trời ơi. Ôi. Con có giống của tao không? Là không giống thì giống, chỉ có một cái trà sữa em thôi à. Nên đi, trà sữa mày có nhiều không? Không giống. Cái của mày á, hoặc là người ta không có đậm béo bằng cái của tao béo lắm. Béo hơn. Nhưng mà nhiều trà không? Thì cái này là nhiều trà. Ngon á. Cái này là French toast nha. Đây là Hồng Kông French toast nha mọi người. Đây là Hồng Kông French toast. Để chăm cắt này. Bỏ gì vậy chăm? Syrup. Bỏ cũng không được đẹp lắm đó. Đây bỏ nha. Hãy một đứa, một đứa bóp. Đứa bóp, đứa bỏ. Mình là mình rất là phái ăn mấy cái này nha các bạn. Phái lắm. Ủa có cần cháy cháy cái butter ra không? Ai ăn thì cháy, còn Trâm đâu ăn butter đâu. Trâm không ăn butter nên đừng có cháy, Trâm không có ăn được. Ăn đi cho lên đường. Sao hôm nay không mở bài mấy bài nhạc cartoon ha? Nay lại mở phi điểu và cái gì? Phi điểu và chim én hả? À, phi điểu và dây sò. Ok, bây giờ tôi sẽ ăn thử một miếng này cho các bạn coi nha. Bây giờ ăn cái này ăn xong thì bạn ăn đúng rồi. The con cheese. The con cheese. Ok, thank you video. Đây là cháo. Cháo. Cháo này cháo gì vậy? Cháo thịt thảo. Lết qua, lết qua. Rồi, ăn đi. Ăn rồi ghiền. Chị Hòa lần đầu tiên tới đây phụ. Ăn rồi, ăn rồi.
Yeah, you just leave it there. Thank you, sir. And I'm raised. Thank you. Con người cơ gà Hải Nam với lại cơ gà Hải Nam với lại cái gì? Cái này platter gì á? Platter là xá xíu, vịt quay với lại cơm gà Hải Nam. Cái này là cơm. Các bạn có biết không, người đi đâu cũng có cội, có nguồn, đi đâu cũng ăn cơm hết. Đây cho tao miếng mà có tao bơi. Giữ giữ cái điện thoại nha. Đừng có nó bắt đồng đồng ha. Sao mày không quen tao vậy? Tính thích rồi nó làm rồi. Không bị ngọt quá. Mày chửi tao cho tải vô. Ôi Huyên là mày có mặt rồi. Không nhà không quen được. Biết sao không? Mày cầm cái điện thoại rồi, mày không cần cái micro. Tại vì mày cầm cái... Thank you. Này, mì hoàng thánh của anh này. Ba miếng ăn hết rồi nè mẹ. Em ăn 2 miếng rồi đó. Thanh ăn thanh. Mẹ ăn hàng hai miếng, mẹ ăn hết luôn đây nữa. Chị Hòa miếng cuối luôn đi. Cái bì, bì điện thoại cho anh. Ờ, cái gì này hết rồi đó. Ăn cho khéo với Thanh ơi. Ăn khéo nha. Sao thấy sao? Nó mượn dao ấy. Tới dao. Rồi chị Hòa nha, em lấy tay xuống. Anh em ăn món gì vậy? Chị ăn món gì vậy? Sườn chiên. Sườn chiên gì vậy? Chiên với sốt cà chua với cơm. Thì sao có món này ở Hồng Kông vậy bạn? Tại sao món này được ở Hồng Kông? Ở đầu bếp ai biết. Này có ảnh hưởng văn hóa dân tộc không bạn? Ủa sốt cà chua hả? Tôi nghĩ là có đó. Nhìn giống một tạc quá ha. Cái Hồng Kông là cản mà. Còn tôi là rất là hạnh phúc với lại cái dĩa này của tôi nha. Đố ý là còn có bị ảnh hưởng từ nhiều. Sao đây ăn mì nó khác nhau á? Giống như mặt sao đây ăn mì ngon? Trời ơi, ăn là thấy là biết đấu dữ lắm rồi. Thanh kìa. Cái gì vậy Thanh? Sao mày nói cái nĩa mày ăn cái lẻ? Ngon. Biến rồi. Biến rồi. Ngon. Đủ giống châu Á ghê. Châu Á. Mỹ Chánh. Cho mọi người ăn đây. Ừ, ngon không? Thôi bây giờ mình ăn nha. Tí gặp sau nha. Ăn cầm cái đi. Cho nó giống. Giống như em cầm đi. Ăn cầm đi. Trời ơi, lẹ đi. Ê, bây giờ là mình đã. Bây giờ là mình lạnh lắm. Ok, bây giờ sau khi mà mình đi ăn xong rồi mình bây giờ mình đi về. Một buổi sáng ở Hồng Kông. Nó còn mua thêm một ly trà sữa mang về. Quá. Ok, bây giờ mình đi về thôi. Thấy mình đi một hàng chưa? Gì? Thấy mình đi một hàng không? Một hàng là sao? Trong video á. Không, bình thường là đi hai hàng, giờ phải đi một hàng. Lấy cái là đi chợ nữa nhưng mà hôm nay bận quá nên không đi chợ, mai đi. Rồi chị Hòa lên xe đi, chị Hòa lên xe luôn đi. Ừ, dĩ mẹ là đi cầm video mày chửi bậy vô trong đó là nó thu tiếng trong đó rồi anh. Đúng rồi ha. Mày biết biết đi. Cái biết biết nó làm có thời gian lắm mày biết không?
chợ Hồng Kông luôn. Đi ăn ở nhà hàng Hồng Kông bên Hồng chợ lớn. Đại kết thúc tại đây là tốt đẹp. Xin tạm biệt các bạn và hẹn các bạn vào kỳ sau. Tạm biệt. Bye bye. Ở trên Amazon có không? Màu rít hả? Ờ mà mua chi vậy? Đẹp không? Quay đường chạy á, đường quay trên đi. Đẹp. Tết đó hả? Mùa xuân. Mùa xuân. Không thôi mua cái nào mà nó đơn giản cái xong rồi đem về tôi gắn bao lì xì đồ lên. Lấy cái gắn mấy cái trang trí là mình nên nó phải có chỗ đây nha. Ngon quá. Ơi chắc phải từ sau đi ăn này. Chinatown là Chinatown, còn mà